Hey, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cursu Original trong chuyên mục phân tích game kinh dị. Tính tới thời điểm hiện tại, chắc chắn tôi đã phân tích hơn 100 con game kinh dị rồi. Và có thể các bạn chưa biết hoặc đã biết thì tôi đặc biệt thích trải nghiệm những tựa game có đồ họa cùi. Đồ họa đẹp thì cũng tốt thôi, nhưng những con như vậy thì thường có jump scare nhiều vãi đai. Còn đối với những con có kiểu hoài cổ như thế này, nó làm tôi cảm thấy gai gai người, giống như đánh vào tâm lý hơn là làm chúng ta giật thót ấy. Và nhà phát triển Puppet Combo đã phát hành nhiều tựa game hợp gu tôi phết. Thế nên trò chơi mà hôm nay chúng ta sẽ phân tích đó chính là tựa game mới nhất tới từ nhà phát triển này, và đó chính là Blood Guard. Ok, cùng bắt đầu nào. Blood Guard được phát triển bởi Puppet Combo, phát hành vào ngày 16 tháng 9 năm 2021. Cũng giống như những tựa game trước đó, Blood Guard vẫn giữ phong độ trong việc gây đau mắt người chơi. Bạn nào mà huyết áp kém thì rất dễ bị chóng mặt, buồn nôn. Hãy coi như đây là một cảnh báo trước khi xem video nhé. Còn bạn nào đã từng xem nhiều video phân tích rồi thì chắc hẳn cũng không còn lạ gì. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi phân tích tựa game đến từ Puppet Combo. Trước đó, tôi đã từng đụng vào hai con là Night Shift và Stay Out of the Hall, nên anh em có thể xem lại chúng. Còn đối với tựa game này, tôi đánh giá cực kỳ cao. Các tạp chí nước ngoài cũng như vậy, họ chấm con này đến 8 trên thang điểm 10. Và không dài dòng hơn nữa, chúng ta hãy cùng khám phá tựa game ngay sau đây nhé. Blood Guard đưa chúng ta vào vai một sinh viên đại học có tên là Sarah. Hiện tại, cô ấy đang sống cùng với Niam, người bạn trai nghiện rượu và cực kỳ bừa bộn trong một căn chung cư tồi tàn. Hắn lúc nào cũng vứt đồ lung tung ở trong phòng, khiến cô bạn gái suốt ngày phải đi hầu. Đặc biệt, Sarah còn đang mang thai. Ngày mai, Sarah sẽ có một buổi phỏng vấn quan trọng, và giờ cô không có bộ nào tử tế để mặc cả. Cái máy giặt chung trong căn chung cư lại còn bị hỏng nữa, cái đống quần áo bẩn tạm thời không thể giải quyết. Trên đường trở về phòng, cô tình cờ gặp người hàng xóm Stan và cả hai trò chuyện với nhau một lúc. Biết được vấn đề của Sarah, anh ta giới thiệu cô đến tiệm giặt 24/7 bên ngoài thành phố. Tuy vậy, anh cũng cảnh báo với cô không nên ra ngoài quá muộn, nhất là khi chỉ có một mình, vì thành phố đang đối mặt với một tên sát nhân hàng loạt. Hắn đặc biệt nhắm vào những người phụ nữ đang mang thai. Giới truyền thông đặc biệt danh cho hắn là Worm Reaper. Sarah nghe vậy liền cảm ơn anh và trở về phòng của mình để lấy ví. Dù nguy hiểm, cô vẫn quyết định đến tiệm giặt là một mình. Trên chuyến xe buýt muộn, cô chậm chán với một gã kỳ quặc, vì còn biết bao nhiêu chỗ trống, vậy mà hắn lại đòi ngồi cạnh cô. Đã vậy còn làm nhảm những điều quái gở. Đáng lo hơn, hắn nói rằng tối nay cô và đứa con đang mang thai trong người cô sẽ chết. Điều này khiến Sarah bị sốc. Ngay khi tới điểm dừng, cô lập tức xuống xe và tới tiệm giặt là. Bước vào trong, cô nhanh chóng cho đồ bẩn của mình vào máy giặt. Khác với những tựa game khác của Puppet Combo trước đó, bối cảnh thường đặt vào những ngôi nhà bỏ hoang, Blood Guard lại diễn ra trong một khu vực đông dân cư, mang lại ảo giác về sự an toàn, rằng bạn không hề đơn độc. Trong lúc chờ giặt đồ, Sarah có thể đi trò chuyện với mọi người, chơi điện tử hay xem truyền hình. Mọi thứ trở nên kỳ lạ khi một chiếc điện thoại đổ chuông. Sarah nhấc máy và nghe thấy tiếng ai đó la hét. Khi bước vào nhà vệ sinh, cô còn bị một con mannequin không hiểu từ đâu ra dọa một trận. Tuy nhiên, cô vẫn gạt đi tất cả như chưa có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, Sarah đi lấy quần áo mà cô đã bỏ vào máy sấy, nhưng chúng vẫn còn ướt nhẹp. Cô đến quầy lễ tân để phàn nàn, nhưng không thể tìm thấy ai cả. Cô thử tìm kiếm trong văn phòng, thì bàng hoàng phát hiện một cái xác rơi xuống ngay trước mắt. Cô lập tức gọi 911, nhưng chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã ngắt. Quá sợ hãi, Sarah quyết định ở lại văn phòng qua đêm. 20 phút sau, một viên cảnh sát tên Burton tìm đến tiệm giặt là, nhưng anh không thể vào vì nó đã bị khóa. Burton thử khám phá các khu vực khác. Trong quá trình ấy, anh nghe thấy một tiếng ai đó đang than khóc, rên rỉ, khá rùng mình, nghe cứ như tiếng trẻ con khóc vậy. Anh còn tình cờ bắt gặp một người khỏa thân đang ôm một bào thai đẫm máu. Chưa kịp tiếp cận thì mọi thứ bỗng chìm vào bóng tối. Cái người kia cũng đã biến mất. Nhận thấy mọi chuyện không đơn giản, Burton cẩn thận dò xét từng khu vực. Cuối cùng, anh cũng tìm thấy một nhân viên sống sót. Người đàn ông này đang cực kỳ hốt hoảng.
có một gã điên nào đó đang cầm dao tàn sát mọi người. Khi Burton còn đang chưa kịp hành động thì người đàn ông kia đã bị gã sát nhân giết chết. Chứng kiến sự việc vừa rồi, Burton quyết định chui vào lỗ thông hơi để thoát hiểm. Trước mắt phải chạy cái đã. Cơ mà đâu có dễ dàng như vậy. Từ phía dưới, gã sát nhân cố gắng truy đuổi đến cùng. Và kết quả là viên cảnh sát cũng đã bị giết chết. Quay trở lại với Sarah. Sau một hồi tử thủ ở trong văn phòng, cô thu hết can đảm bước ra ngoài xem sao. Vừa ra khỏi, cô đã phải chứng kiến gã sát nhân đang giết hại người khác. Không thể đứng yên một chỗ chờ chết, Sarah quyết tâm khám phá xung quanh để tìm lối ra. Cô tình cờ nhìn thấy một cánh cửa bí mật dẫn đến tiệm giặt là cũ. Nơi này cực kỳ nhiều xác chết, đa phần là xác của những người phụ nữ bị rạch bụng. Họ đều là người có thai. Bào thai của họ hầu hết đã bị lấy đi. Nhận thấy bản thân khó mà sống sót khỏi nơi này, Sarah quyết định chiến đấu luôn. Sau khi tìm thấy khẩu súng của viên cảnh sát Burton, cô ngang nhiên cầm súng đi khắp nơi để tìm cả sát nhân. Đã vậy còn lớn tiếng mắng hắn là đồ khốn. Có giỏi thì ra đây xem nào. Trước sự máu chiến của Sarah, dĩ nhiên gã sát nhân cũng không muốn nằm ngoài cuộc. Cả hai đã có một cuộc ẩu đả vô cùng căng thẳng. Cuối cùng thì hào quang nhân vật chính lúc nào cũng chả sáng vờ lỡ. Sarah đã chiến thắng và cô đã giết được gã sát nhân. Good ending. Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc, nhưng không. Sau khi after credit chạy hết, bối cảnh game lại được chuyển tới nhà xác. Một cuộc khám nghiệm tử thi đang được thực hiện. Bác sĩ Doc là người được giao trọng trách này. Trong lúc thực hiện khám nghiệm, nguồn điện đột ngột sập. Và theo kinh nghiệm của tôi thì cái xác này kiểu gì cũng sống dậy. Và quả đúng như vậy. Sau khi khôi phục lại nguồn điện, bác sĩ Doc quay trở về thì bàng hoàng phát hiện cái xác đã biến mất. Cảm thấy không ổn, ông lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng chưa kịp thấy ánh sáng mặt trời thì gã sát nhân đã xuất hiện. Gào thét và bad ending. Ok, và đó là toàn bộ diễn biến trong Blood Quad. Tuy cốt truyện khá thẳng, nhưng vẫn còn nhiều dấu chấm hỏi cần phải giải quyết. Và đó chính là lúc cơ su tôi sẽ ra tay. Thì cũng như mọi lần thôi. Để trả lời cho những câu hỏi vì sao, chúng ta sẽ cần phải đọc ghi chú và những mẫu báo xuất hiện rải rác ở trong game. Tất nhiên, tôi đã đọc toàn bộ và tiến hành chắp vá lại câu chuyện như sau. Tiệm giặt cũ mà Sarah vô tình phát hiện thuộc sở hữu của một cặp đôi có tên là Louis Kennedy và Samantha Rose. Không rõ lý do gì mà một ngày nọ, tiệm giặt của họ đã bị thiêu rụi. Samantha thì mất tích. Một số người suy đoán rằng cô đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Một số khác thì lại nói rằng cô ấy đã bị bắt cóc. Đến đây, nhiều người cho rằng gã sát nhân có thể chính là Louis. Nhưng không, các bạn hãy thử nhìn tỷ lệ thân thể này đi. Đàn ông sao lại cong được như vậy? Đây chắc chắn là phụ nữ. Phải, tên sát nhân là một người phụ nữ. Dựa vào các thông tin thu thập được, tôi có thể mạnh dạn khẳng định rằng tên sát nhân Worm Reaper chính là Samantha. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Tên Louis vốn là một kẻ bạo lực. Chính hắn đã nhốt Samantha vào phòng, rồi châm lửa đốt tiệm giặt là. Bởi vì hắn không muốn chịu trách nhiệm về cái thai trong bụng cô, và cũng là để muốn lấy tiền bảo hiểm sau vụ hỏa hoạn nữa. May mắn thay, Samantha bằng cách nào đó vẫn sống sót, nhưng cô đã bị bỏng nặng và hơn hết, cô ấy đã mất đi người con của mình. Điều này đã khiến Samantha trở nên điên loạn. Cô ấy tìm đến Louis, giết chết hắn để trả thù. Xác của hắn đã được Sarah tìm thấy, và chết cũng được một thời gian lâu rồi. Sau khi Louis chết, điều đó không giúp Samantha ngồi ngoài. Cô ta hận đời và bắt đầu tàn sát những người phụ nữ tầm tuổi với cô ta, đặc biệt là họ đều đang mang thai. Samantha cướp đi con của họ, cố gắng chơi với chúng để lấp đầy khoảng trống mà cô ta đã mất. Ngoài ra, Samantha cũng đang tiến hành một nghi lễ để mang con của cô ta trở lại. Những biểu tượng này rất giống biểu tượng của quỷ Satan. Chắc chắn cô ta đã đạt được một thỏa thuận nào đó, nó giúp cho cô ta trở thành kẻ bất tử. Nói chung, sau những chuyện đã xảy ra, khả năng Sarah bị chấn thương tâm lý là rất cao. Và việc Samantha còn sống, cô ta nhất định sẽ trả thù. Thì cũng phải thôi. Nhân vật chính trong game nhà Puppet Combo thì có bao giờ sống đâu. Toàn chết hết thôi mà. Và ok, đó là những giải thích của tôi cho tựa game Blood Wars. Nhìn chung, game của nhà Puppet Combo chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Tựa game này tuy ngắn, các nhân vật phản diện đều có sức hút rất riêng, không trùng lặp và nhàm chán. Đặc biệt, Blood Wars cũng đánh dấu lần đầu cho việc tên sát nhân là một người phụ nữ. Trước đó, toàn là đàn ông. Và hãy nhớ, tất cả mà tôi chia sẻ trong video này
chỉ là giả thuyết thôi. Và nếu bạn có giả thuyết nào hợp lý hơn, thì hãy chia sẻ xuống phần bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Còn bây giờ, đừng quên like và subscribe cho Cao Su, cũng như đón chờ những video tiếp theo của chúng mình nhé. Peace!